niềm tin ấy luôn tươi mãi dâng trào, là con người sao Hot Girl văn phòng bữa nay đã lên lên với đoàn Sài Gòn Tân Thời và làm việc cho Lộ Lộ này mọi người. Bé Khánh An hôm bữa đi thi của phim Miss Lotto đó. Gặp lại em vui quá nè. Lên Sài Gòn thấy sao rồi? Em thấy ổn. Ổn không? Mấy cái chạy 4 cái. Bả lanh lẹ ghê thế này trời. Hot Girl văn phòng mọi người. Mặc mấy cái đồ này là ngày xưa đi làm á hả? Mấy cái bộ đồ mà giống hôm mới đi thi đó, bộ đen bộ trắng là do bạn là Khánh Nga này có đi làm mọi người, đi làm nhà hàng phục vụ cho nên là mặc đồ giống như là mấy cô văn phòng vậy đó. Đồ này trước đây đi làm gì? Đây là cho Vincom anh. Vincom tiếp tân thì gì? Wow, làm tiếp tân của Vincom luôn. Bữa nay em ở trong đoàn luôn hả? Dạ, ở nhà kho của đoàn. Dạ, em ở trong đoàn của đoàn. Vui không? Mừng quá à, trời, bà chịu kìa. Dạ 23, dạ có 1, 33, dạ 2, 47, dạ 3, con số 2, hợp lại con xì. Trời ơi bà Chiều bà xăm môi bà đâu mà bà trúng quá trời luôn. Trúng quá trời hả? Tới số là hốt quà thôi anh, chúc mừng anh đã tới số nha. Rồi anh lấy gấu giùm em mà nhận một phần phi tiết giùm em. Một cái rượu, rửa, rau, ly tâm, kèm thêm một con gấu 500k. Lát giải đặc biệt cho bây giờ yêu cầu đánh với cô nha, đánh nãy giờ nguội quá. Rồi một con bức tự, cái đó quý vị, một con gấu đã ra đi không bao giờ trở lại. Cái bây giờ dòng loại thứ ba, dòng loại khởi động luôn quý vị ơi. Rất mong quý vị sống hồi nhiệt tình cho bổng lòng quý vị nha. Ai chưa có bé dơ mạnh vào một cánh tay ngàn ngọc giùm em, giờ mình đi tràn tận nơi tận chỗ với bà con của bác mình ha. Dạ khi nào ngoài trời mưa mình kéo cái này nó mát liền quý vị, nó hơi nóng xíu. Dạ ủa ngoài trời hết mưa chứ nó có gì vậy? Lộn lộn, dạ, dạ vẫn còn nhỏ hơn, nhỏ chút xíu không sao quý vị. Rồi quý vị đi sang tới chị ngồi sát cho đây giùm em luôn quý vị, phía bên này cũng còn luôn quý vị ơi. Dạ di chuyển phía bên này cánh trái sân khấu giùm em nha. Rồi ai chưa có bé giờ dơ giùm em cánh tay ngàn ngọc của quý vị và tụi em phục vụ tận nơi tận chỗ cho bà con mình. Dạ không chờ đợi đâu mà không mà lượng thể quý vị nha. Mình lên chỉ có 10.000 đồng và quý vị và may mắn đồng giải một con gấu trị giá 500.000 đồng. Mà tối đêm nay quý vị do quý vị là ủng hộ đoàn rất là nhiệt tình cho nên là đoàn quyết định là sẽ có những vòng loại đặc biệt rất là bất ngờ dành tặng cho quý vị nha. Sau một vài vòng loại nữa là chúng ta sẽ đến vòng loại đặc biệt đầu tiên 5 phân nhẹ nhàng quý vị ha. Rồi ai chưa có giấy vòng loại này giơ tay giùm em quý vị. Sao dám bên đây luôn, dám bên đây luôn, bên đây đây nè nè. Khải ơi nhanh chân lại tay thì có bên đây mà tin Khải ngộ ghê vậy đó. Trong gì nhiệt rồi con ngồi trong này rồi. Rồi ok ngay bây giờ dạ ai chưa có vé giơ tay giùm em quý vị. Rồi quý vị đâu có vé trên tay rồi chuẩn bị hứa mắt tiền sáng chuẩn bị do số gì ơi. Mấy điểm số thì đã mê để trở lại đây. Trở lại đây mà nghe tiếng số mấy thì đã mê thì ra. Bắt đầu bà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con mày thì điểm số thì ra. Mấy thì đã ghé bên đây luôn, ghé bên đây ra, ghé bên đây ra.
vé nhiều lắm, cho nên là đợi trong khi mà chờ đợi tất cả các diễn viên phục vụ vé cho bà con cô bác mình đó quý vị. Em xin thông báo luôn tuần sau quý vị, vòng loại đầu tiên, đêm thi đầu tiên của Miss Loto sẽ được diễn ra. Và năm nay Miss Loto quý vị cuộc thi lần thứ 3 rồi, tuyển những diễn viên mới và Sài Gòn Tân Thời, đồng thời đuổi bớt diễn viên cũ quý vị mà làm biến đó quý vị đó. Ra cái mùa giải này rất là hấp dẫn, bởi vì sao? Có sự đào thải thật sự quý vị nha. Đặc biệt là Phi Thanh Dân sẽ có một người thay thế cho Phi Thanh Dân luôn quý vị, nhớ đón coi quý vị nha, bán vé rất ế. Đó là nãy giờ nó đứng không à, tôi nói gì nó mới đau. Rồi đúng không? Rồi chạy đúng không? Bây giờ phải chạy nè chứ không. 7 giờ rưỡi người ta diễn thì làm ơn 5 giờ tới trang điểm đi, biết làm lẹ, làm chậm làm trễ 7 giờ mới tới. Bà đủ cha nó mà nó ngủ gì đâu, nó ngủ mới chia tay bồ sao mà ngủ dữ chưa biết nữa. Rồi cái thứ quý vị, và bây giờ dòng loại thứ hai, thứ ba, dòng loại khởi động quý vị nha. Nhớ giùm em tuần sau thứ bảy là đêm thi diễn đầu tiên và chúng ta sẽ có mà ban giám khảo khách mời là dì Hai quý vị. Và dì Hai sẽ trở lại với ghế ban giám khảo của tập thứ hai, tại vì tập đầu là tập casting quý vị ha. Và chúng ta sẽ gặp gỡ với 6 thí sinh đầu tiên của Miss Loto vào ngày 25, thì quý vị cũng nhớ đón theo dõi trên trang YouTube Đầu Loto Sài Gòn Tân Thời, tập đầu tiên sẽ được phát sóng quý vị ha. Năm nay em chơi cũng nhỏ nhỏ thôi, làm như cái game show truyền hình gì đó. Rồi tiếp theo cái nữa là hả? Dạ sao? Dạ quý chị, dạ ngồi mình dồn sức lên để cho bà con mình đi xa thế trễ đó, có chỗ ngồi với quý vị nha. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bán vé thì có đó, bán vé thái độ đây nè em ơi, bà đủ cho nó bán vé thái độ như má, tại vì má tuần sau đủ thì sao. Tôi chưa biết con nhỏ nào mà nó búi cái đầu ngang ngược như con này vậy đó, trời, như cái sừng tê giác vậy đó. Trời ơi, vậy mà nó búi vậy nó búi được hay thiệt chứ. Rồi ngay bây giờ trong loại tiếp theo ai mới cho tay hướng á hả? Con vé đó hả? Quá trời trời, thôi con sẽ bán ế dữ vậy mẹ. À, có người mua hả? Từ ngày sửa mũi bán vé gốc ế nha. Rồi cảnh cáo nha. Ngay bây giờ trong lần tiếp theo với chúng ta hướng mấy chữ số đầu do số nhiều. Rồi chị mình đã lấy nha. Tặng chọn giùm em đưa tập phía bên đây. Dạ lên tâm giùm em. Mấy chữ số này đã trở lại đây. Trở lại đây mà nghe chữ số mấy thì ra mấy thì ra. Mấy thì ra mấy chữ số thì ra mấy thì ra mấy thì ra mười thì ra mười thì ra mười thì ra. Mười thì đây, mười thì ra, mười thì ra, mười thì đây. Mười thì ra, mười thì ra, mười thì ra. Hết vé chưa dân, dân ơi? Mấy thì ra hết trơn rồi. Mấy thì ra, cái nhà em dột, cái cột mà em siêu. Nước thở thiệt nhiều, sữa sáng mà cho tốt. Con 11, con 11, cái con mình mật mấy thì lên số thì đầy vô. Con 11, con 11, con 11, mấy thì ra số thì ra mấy. Ôi trời ơi, tay thật bị máu nè. Dễ không? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Họ ơi, con nước kéo chảy xuôi. Đưa con đò cháu nghiêng, kéo nhịp chèo với ai ngăn nga to. Họ ơi, gió đưa gió đẩy, về sẽ ăn con, về xong ăn. Xong ăn cá về giường ăn môn. Con số 4, con số tự, con số tư. Con số 4, con số 4, con số tốt. Con số 4, con số 4, con số về đây. Con số về đây, con nằm về đây, nằm về đây. Đời từ buồn thở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chìm lòng chưa kể, các em đã qua mùa mưa. Em đem tất cả, xin lấy cho hết cho người. Nguyện chậm yêu chậm nhé. Số thì ra vui hôm nay đang với tôi trang nhịp nhàng ta bên nhau hay các tiếng cười ca vang suốt năm nay. Thời buổi bây giờ hoa hậu bụng nhỏ, eo thon là xưa rồi. Bây giờ là 4.1 rồi, hoa hậu bụng phải bự. Mà nó nghe không? Cái bụng như con số 0 vậy đó hả má? Hoa hậu bụng bự mà còn không có cổ nữa.
con nghĩ đâu mới đâu sọt ra vậy trời. Đâu có hậu Campuchia mà gốc Mông Cổ. Không có cổ còn không có mông nữa. Đó có mông ám nè. Đâu? Hôm nay độn dữ lắm luôn á. Cái hồng quá cho cái hồng. Hả? Nhưng mà cái bụng không có chấp nhận được. Cái bụng bự quá. Vô nhạc anh ơi, vô nhạc xúc hổng chân rồi. Làm lại. Hey. Vui hôm nay nắng với tôi trong nhà. Ta bên nhau hay cắt đi về cá mơ. Suốt tháng đi bao nhiêu âu lâu ôm tiền. Đi mang ở trong khu khúc tiền. Số 10 quyền. Nguyện số 10 con số 10. Con số 10 đi con số 10 con số 10. Cây số gì đây, cái lắm gì ra, cái lắm gì đây, cái lắm gì đây, nằm gì đây. Cô ra số đơ mẹ lao. Sự kêu vui trong tình vui mong cô đắm đuối cùng nhau ta ca ta hát cho mọi nhân vật là tuyệt vời vì em yêu anh nên đã cho nụ hôn cho em nóng cháy điều mà cô sao hay thế ôm ôm ngất ngây. 57 57 cái 57 57 cái 57 57 cái số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, tổng thời đi đâu còn đâu mà duyên nợ thì chàng đã lỡ đánh cắp cái lọ thần để cho phụ âm bao điều mà nguy khôn. 54 là 54 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, vừa qua cô biết tên đường mùa mưa nó kéo theo. Câu cấm năm trời đừng mưa nữa chi để kêu cổ đầu cho mấy. Ô bà Khải đâu? Trời ơi, mày phải làm cái gì ghê gớm lắm nè, bà mới kêu mày ra nè. Hả? Mày mất dạy. Mày mới là mất dạy đó. Mày đứng đây đi, một chút bà tao không sai là mày mất dạy với tao nè. Ừ, hồi nãy vừa kêu số mấy? 34. 34 hay 54? 34. 34 bà nội cha mày có mất dạy. Tại sao mày thi qua hậu mà mày mù chữ? Ừ, tôi quýnh mày. Dạ 34 quý vị nha, gọi thiên nó liệm nhìn mày luôn. Mày nói đâu nữa? Mày nói đâu nữa? Mày đọc không đúng chữ con quỷ. Này nè, nó không còn mất dạy nữa, càng mất số. 34 34 mấy chị ra mấy chị đi chú chị ra mấy chị ra vô 34 mà dám kêu 54 loạn loạn chết mày chưa vô số gì đây 34 mấy chị ra phải đang hát hát lại để hồi để trong cánh gà nó chửi em bây giờ trả thù nha. 34 mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra chưa qua công viên trên đường mùa mưa nó kéo theo. Kia kia ông trời cứ mưa, ban đêm thì trời cứ mưa, mây tan sương mù bắt ngày, xin trời xót thương cho đoàn chúng em nhà. 43, 43, 43, anh hát không nghe gì, không nghe hả? Mới bữa sau là phải rõ chữ ra nha, hát cái chữ ra rõ cái chữ đó ra, đúng không chị? Đúng không? Thôi về cái. Mây gì xuống gì ra, ôm nhà ngủ ai cũng ôm chứ. Dạ, dạ, dạ. Mây gì ra xuống gì ra, mama, mà ta về ta kêu, chiều nay chú xuống dắt má chăn nhà hàng, vô. Mama, về ta kêu, chiều nay chú xuống dắt má chăn tường nhà, không số ba được, không số ba, số ba mây gì ra, mây gì ra, mây gì ra, xinh 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 yêu kính mẹ cha, ôi da chồng tay mà mẹ á, ủa mà mẹ hay cha? Con yêu kính mẹ cha, cái này mẹ hay cha? Đứa nào lấy cho nó cái kiến chiếu yêu coi, tao lấy hai cặp nhũ đó tao nhả cho mặt mày nha. Giờ số tiếp cái gì ơi? Mày nhìn xuống gì ra? Tao mới hỏi mày là mẹ hay cha đó, rồi nhũ của mày đâu? Mày nhìn xuống gì ra? Mày nhìn ra? Con yêu kính mẹ cha. Chồng tay mẹ hiền, chẳng như chúng con từng ngày sẵn sống con người con luôn ghi nhớ con ơn của cha mẹ hiền. Con số chín đâu? Con số chín, con số chín, con số chín, con số về đây, con số chưa đây, con ba về đây, ba về đây. Na 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 na.
Nghĩ rồi. Gì quạo anh? Gì quạo vậy? Mặc áo trầm tình tức á. Cái khán giả thông cảm, phụ nữ từng tuổi này mà chưa có gia đình hay bị vậy. Bốn mấy năm chục tuổi mà chưa từng hay mặc áo trầm gì. Thôi bớt bớt vậy. Rồi tiếp nè. Ủa mày ngại ra đây. Viết tên anh trên chiếc Honda, em viết tên anh trên chiếc xe Honda. Em hát chưa chạy gì viết. Lừa. Lừa nhạc. Trời bữa trước cái đâu có gì bị nước hại người ta. Đây tôi. Giờ bị ai hại lại nè. Tối gì đây, tối gì đây, tối gì đây. Vô. Em viết tên anh trên viết logo. Em viết tên anh trên viết logo. Chị đi thấy bộ kìa, viết logo kìa. Tôi gì đây? Em viết tên anh trên miếng lâu tàu. Em viết tên trên miếng lâu tàu. Em viết tên anh hơn cái bà áo cặp. Em thấy anh nhạc. Trời trời. Ủa trường bắn tự tù hay sao vậy? Bà nội cha mày. Ai xử bắn mày mà ra đó mày đứng mày giang tay vậy? Ủa cái tóc mày đâu? Trời ơi con quỷ đâu đinh. Còn do số tiếp bà con ơi, vô. Tối gì đây, 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 tối gì đây. Ngày qua ngày chờ tình mong trong, yêu làm chi cho khổ đau tiền miên. Tình là gì người ai nói đi, nói ra tay cho bớt cơm sầu lây. 33 33 33 33 33 33 33 đúng rồi, số là nước. Nói gì đâu, nói ra đây cho bớt cơm sầu lây. Con 17 con 17 33 con 17 con 17 con 17 con 17 xuống thì ra năm thì ra năm thì ra con thì ra con năm thì ra con năm thì ra năm thì ra hơi anh nhớ em buồn lâu đêm khuya lặng lẽ gối bên đầu nhớ anh xem tấm hình khi còn ở trường năm xưa áo tự sinh giờ ta nhốm từ xa. 13 cái năm 13 năm 13 cái năm 13 năm 13 con số gì đây con bốn gì đây bốn gì ra bốn gì đây bốn gì đây bốn gì đây bốn gì đây hoặc cùng nước kia trong màn đêm núi rừng hồi đêm nay ngô sáng khoai xin cần có ta uống say vui lấy hồi thịt hôm nay bước nhịp múa từ đầu vui gái trai ngưỡng ngực tông mà cao nàng đã mai đây là chim đôi rừng nhịp trong văn chim còn hồi đêm nay ngô sáng khoai xin cần có vui uống say vui lấy hồi trường tông hôm nay bốn mười sáu bốn mười sáu bốn mười sáu là tâm kia còn hơn. Thưa quý vị, con số may mắn